Vừa qua tại Gamescom Opening 2023, nhà phát triển Supermassive Games và nhà phát hành Bandai Namco đã tung ra một trailer chính thức giới thiệu phần thứ 3 của trò chơi kinh dị giải đố vô cùng nổi tiếng Little Nightmare phần 3. Đây là lần đầu tiên mang đến cho chúng ta chế độ chơi kết hợp giữa hai nhân vật, vẫn như lần trước ở phần 2 sẽ có hai nhân vật chính luôn. Mà kỳ này chúng ta sẽ không chơi hai nhân vật một cách riêng biệt nữa, mà cả hai sẽ phải phối hợp với nhau để có thể vượt qua màn chơi. Dám cá là trò chơi đã học hỏi rất nhiều từ Game of the Year 2021 It Takes Two. Nhưng mà hay ở chỗ là bạn có thể chơi một mình hoặc chơi với bạn mình đều được hết. Tuy nhiên là nhà phát triển chỉ mới xác nhận là có chơi online thôi. Còn chơi ở nhà trên một máy hai tay cầm thì hiện tại chưa có xác nhận có hay là không. Bởi vì mình và bạn có thể chơi cùng nhau cho nó vui. Bối cảnh thế giới này sẽ được đặt ở một nơi khá xa so với hai phiên bản lần trước. Một bãi rác với tông màu vàng làm chủ đạo, nơi chúng ta sẽ theo chân hai nhân vật chính của trò chơi. Điều này sẽ mang đến một số thay đổi mới cho trò chơi lần này. Vì lần này nhà phát triển sẽ là Supermassive Game, không phải là Tares Studio. Studio đã làm nên hai bản đầu của trò chơi. Cùng với trailer lời được ra mắt, một chương trình podcast mang tên The Sound of Nightmare cũng đã được lên sóng với 6 phần và mục đích là thiết lập nên bối cảnh và câu chuyện nền cho trò chơi trong thế giới của Little Nightmare. Liệu chúng ta có gặp lại Six hay không? Cái tấm gương trong trò chơi có ý nghĩa gì? Và hai nhân vật chính trong trailer là ai? Trò chơi dự là sẽ ra mắt vào năm sau, tức là năm 2024. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem coi bên trong trailer phần 3 của tựa game đình đám này có gì thú vị nha. Đầu tiên là về nhân vật chính của tựa game. Mặc dù xuyên suốt video, chúng ta đều thấy là có tận hai nhân vật chính xuất hiện trong game, giống như Little Nightmare 1 và 2. Nhưng mà lần này nó sẽ có phần hơi khác biệt một chút. Thay vì cả Six và Mono sẽ tự mình khám phá The Mo trong hành trình riêng của họ như ban đầu, thì tại phần 3 của Little Nightmare, người chơi sẽ không phải cô đơn khi phải một mình thám hiểm thế giới rộng lớn dòng Little Nightmare nữa, mà có đến tận hai nhân vật cùng phiêu lưu với nhau và cùng hỗ trợ nhau để có thể đạt được mục tiêu riêng của họ. Và theo như thông tin mà mình kiếm được thì hai nhân vật này lần lượt sẽ là Alon, một cậu bé được tạo hình theo phong cách của các nhà khoa học xa xưa, sử dụng một bộ chum suit và kính phi công cùng một cái cờ lê để làm công cụ. Còn người còn lại là Lo, được tạo hình với mặt nạ của bác sĩ thời Trung Cổ, đi kèm với một cây cung. Đây cũng là một điểm đột phá ở Little Nightmare phần 3, vì ở hai phần trước, cả Six và Mono đều không có một kỹ năng đặc trưng riêng cho mình. Cơ bản thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng Six để chơi phần cốt truyện của Mono và ngược lại, điểm đặc trưng duy nhất của hai nhân vật này chỉ là vẻ bề ngoài, còn lối chơi thì vẫn không ảnh hưởng lắm. Nhưng mà Little Nightmare phần 3 thì có vẻ như hai nhân vật này sẽ cùng nhau sử dụng năng lực riêng của mình để cùng nhau vượt qua thử thách, giống như ở những tựa game co-op phiêu lưu khác như It Takes Two chẳng hạn. Tuy nhiên ở nửa đầu phần trailer có rất nhiều phân đoạn mà chúng ta nhìn thấy Lo đi một mình. Chẳng hạn như ở đầu đoạn trailer là cảnh mà Lo đang một mình leo lên một chiếc cầu thang, hoàn toàn không thấy Alon đang ở đó, kể cả cảnh băng qua một cây cầu đang treo những cái xác nữa. Hay là phân đoạn một mình bước đi trên sa mạc, hoàn toàn không có sự xuất hiện của Alon. Và mãi cho đến khi cả hai gặp nhau trong một căn phòng và Lo bị vấp ngã thì chúng ta mới được nhìn thấy nhân vật chính thứ hai của tựa game này. Tuy nhiên, ở video gameplay được tung ra sau đó của trò chơi thì Alon đã xuất hiện với Lo ngay từ đầu. Chỉ là trong những khung đoạn trong trailer thì cậu không xuất hiện thôi. Tuy nhiên thông qua phân đoạn Alon đến giúp Lo đứng dậy thì có thể là câu chuyện của Little Nightmare sẽ xoay quanh chuyến hành trình của Lo. Cậu đang có một mục tiêu gì đó và trong hành trình Lo sẽ gặp Alon và nhận được sự trợ giúp của anh chàng này. Sau đó thì họ sẽ cùng phiêu lưu với nhau vượt qua thế giới này, mà không biết là đôi bạn này có cờ bảy màu không, vì cả hai đang nắm tay ở đoạn cuối. Nhưng mà cũng có thể một trong hai là nữ, vì suy cho cùng tụi mình vẫn chưa thấy rõ mặt của cả hai. Và ngoài ra thì như trong các cảnh cắt của phần trailer thì có vẻ như là Lo sẽ có một năng lực đặc biệt nào đó, mà có thể thấy rõ là cậu hoàn toàn có thể đi qua bất kỳ tấm gương nào. Không rõ đây có phải là một năng lực bẩm sinh của Lo hay là người chơi sẽ phải đi tìm kiếm để có thể có được nó trong thời gian chơi của mình. Nhưng mà về chi tiết tấm gương thì hẳn là người chơi Little Nightmare lâu năm đã rất quen thuộc với nó rồi. Vì cả trong phần 1 và 2, hoàn toàn không có một tấm gương nào còn nguyên vẹn, ngoại trừ tấm gương bên trong phòng của The Lady. Và cuối cùng thì nhờ có tấm gương đó mà Six mới thành công đánh bại được The Lady bằng cách sử dụng tấm gương và chỉ về hướng mụ ta. Tuy nhiên trái ngược với hai phần trước thì ở phần 3 này không phải tấm gương nào cũng bị phá hủy và chúng đều có nguyên hình dạng ban đầu của mình. Thậm chí là có một tấm gương đặc biệt xuất hiện xuyên suốt trong đoạn trailer mà chắc hẳn là ai cũng đều thấy được sự bí ẩn của nó. Tuy nhiên chúng ta sẽ bàn về tấm gương này ở phần sau của video. Khác với hai phần trước, mở câu chuyện chỉ có xảy ra bên trong con tàu The Mo, thì bối cảnh của phần 3 này có vẻ là bối cảnh sẽ đưa người chơi đến một bối cảnh khác. Không biết là nó có liên quan gì đến thế giới của Six hay là không. Nhưng mà khác với con tàu The Mo lên đến trên biển thì lần này chúng ta sẽ được phiêu lưu tại một tàn tích hậu tận thế, một nơi nào đó ở trên mặt đất. Có lẽ là một lục địa bị bỏ quên sau khi trải qua một sự kiện hủy diệt nào đó. Vì rõ ràng là nơi này từng có người ở cho đến khi nó trở nên toang hoang như hiện tại. Không biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng với khung cảnh xung quanh thì có thể lý do để thế giới thành ra như này có liên quan đến những con búp bê khổng lồ mà chúng ta thấy trong phần trailer.
khả năng cao là những kẻ đã tạo ra những con búp bê khổng lồ này có một mục đích xấu xa gì đó, và Elon sẽ cùng Lo vượt qua tất cả để đánh bại chúng. Nhưng mà tất nhiên là cả hai đều sẽ phải cẩn thận nếu như không muốn bị chúng bắt được. Đặc biệt là khác với hai phần trước, thì hai phần này, nhân vật chính có kích thước bằng với đồ vật xung quanh, thay vì là hai đứa nhóc tí hon với tất cả mọi thứ đều khổng lồ như câu chuyện của Sid và Mono. Không biết rằng điều này có ý nghĩa gì không, nhưng mà trong đoạn video của trailer, tụi mình đã được đưa đi đến nhiều nơi trong thế giới này. Đầu tiên là một tàn tích nào đó ở đầu đoạn trailer, và theo video gameplay thì đây có lẽ là nơi đầu tiên mà Elon và Lo đặt chân đến để bắt đầu câu chuyện. Ngay sau đó là một khung cảnh đầy những thứ được treo khắp nơi. Không biết đây là gì, nhưng có vẻ đây chính là những người đã từng sống ở thế giới cũ. Tiếp theo đó là một sa mạc, chìm ngập trong bão cát, và có lẽ là có người đã bị vùi lấp bên dưới đó vì có một đống hành lý ở đây. Tiếp theo đó là hình ảnh cái gương đặc biệt. Đây là cái gương rất đặc biệt vì nó xuất hiện liên tục trong đầy chai lợ. Có một làn khói tỏa ra đằng sau tấm gương, khiến cho tôi không biết đây có phải là tấm gương ma thuật hay là không, hoặc nó chứa một sức mạnh nào đó mà tụi mình chưa được biết. Tuy nhiên vì nhân vật Lo trong game có thể đi xuyên qua các tấm gương, cho nên đây có thể là tấm gương sẽ chứa một sự thật gì đó rất quan trọng trong game đó nha. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ được thấy rằng tấm gương này đã bị vỡ bên trong trailer. Không biết rằng điều này có cố ý, không biết rằng điều này có ý nghĩa gì, nên là mình rất mong chờ tựa game ra mắt để chúng ta biết rõ về nó nhiều hơn. Bởi lẽ nếu nói về gương thì Little Nightmare ở hai phiên bản đầu tiên đều có một mối liên kết cực kỳ mạnh mẽ với gương, khi mà toàn bộ gương trong phần này đều đã bị nập nát và chỉ còn duy nhất một cái của The Lady. Tuy nhiên ở phần này thì gương sẽ xuất hiện khá nhiều và còn nguyên vẹn, cho nên là khả năng cao nó sẽ không liên quan gì lắm đến hai phần Little Nightmare của Mono và Sid. Mặc dù là bản thân mình thật sự hy vọng rằng chúng có liên quan đến nhau và tụi mình sẽ được gặp lại cô bé Sid cùng với cậu bé Mono tội nghiệp đã rơi xuống dưới. Bên cạnh đó, có những địa điểm thú vị khác như một căn phòng tài liệu đầy giấy như đang có người sử dụng. Và điều kỳ lạ là trong một thế giới tưởng rằng không có ai sống như vậy, có lẽ đây chính là nơi ở của kẻ đứng đằng sau toàn bộ mọi chuyện trong Little Nightmare 3. Tiếp theo là một căn phòng có cây đàn piano, có chứa đầy những biểu tượng con mắt, điểm đặc trưng của Little Nightmare, thậm chí là còn có một con mắt đang bị quăng cây rìu vào giữa nữa. Đây có lẽ là cách mà nhà làm game đang muốn nhấn mạnh rằng phần Little Nightmare này hoàn toàn cách biệt so với hai phần Little Nightmare ban đầu. Ngoài ra thì căn phòng chứa đầy bọ này cũng là một nơi khiến mình thắc mắc, bởi vì Lo đang cầm một thứ gì đó giống như một lõi năng lượng trong tay. Không biết rằng nó dùng để kích hoạt thứ gì, liệu đây có phải là điều kiện cần để Lo kích hoạt khả năng đi xuyên gương của mình hay là không? Bởi lẽ ngay sau phân đoạn cầm lõi năng lượng này thì chúng ta mới được chứng kiến khả năng đi xuyên gương của Lo. Kèm với đó là tại phân đoạn cuối cùng của chai lợ, khi Lo và Elon nắm tay, họ đang nhìn vào một cỗ máy đang thả xuống những thứ gì đó. Mà theo những gamer trên toàn thế giới đã nhận xét thì đây có lẽ là một bãi rác. Nhưng mà liệu rác ở đây là thứ gì mà Lo và Elon lại nắm tay nhau như chuẩn bị đối đầu với nó vậy? Ngoài ra thì mấy cái lọ ở bên cạnh họ cũng rất là đáng nghi. Tất nhiên đây cũng có khả năng cao là lãnh địa của tên chùm. Nhưng mà đến bây giờ thì mọi thứ chỉ là suy đoán và giả thuyết, cho nên là mọi người cứ đợi game ra mắt chính thức vào năm sau cho chắc nhé. Tất nhiên là mình không bỏ quên những thứ có thể di chuyển trong game rồi, vì hệ thống phản diện của phần game mới này có vẻ nhiều hơn so với phần Little Nightmare cũ, cho nên là mình sẽ nói riêng về nó ở phần cuối cùng của video. Thứ đáng chú ý nhất mà chúng ta đều thấy có lẽ đó chính là con búp bê khổng lồ luôn truy đuổi Elon và Lo ở khắp nơi. Đặc biệt là nó có một đôi mắt có thể phát sáng. Đây có thể là con mắt đằng sau thứ ánh sáng có thể khiến Sid và Mono hóa đá của hai phần game trước. Và nếu thực sự là như vậy thì đây có lẽ chính là một mối liên kết giữa hai phần Little Nightmare của Sid và Mono. Khả năng cao người đã tạo ra con búp bê này cũng là kẻ thiết kế những cái bẫy dùng để bắt trẻ em ở con tàu The Mole. Và người chơi trong vai trò của Lo và Elon sẽ khiến cho kẻ đó phải trả giá. Và ở khung cảnh này thì các bạn có thể thấy rằng kẻ bất động trong này có thể chính là một nạn nhân đã bị hóa đá bởi con búp bê. Và không chỉ có vậy, nếu như con búp bê này có thể hóa đá người khác khi chiếu sáng vào họ thì khả năng cao là cả thành phố đã bị hóa đá bởi chúng. Mặc dù không biết mục tiêu của hắn là gì, nhưng mà có thể là tên chủ mưu đang trên đường tái thiết lại thế giới cho riêng mình, nên là hắn mới hủy diệt nền văn minh cũ để bắt đầu trở thành kẻ cai trị trên nền văn minh mới. Bởi lẽ là không phải tất cả mọi người đều đã biến mất, mà trong trailer chúng ta cũng đã được thấy những kẻ khác đang lảng vảng xung quanh. Thêm một điểm chung giữa Little Nightmare 3 và các phần game khác đó chính là những kẻ mập ở hai phần game trước thì đây là những khách hàng tiến vào trong demo để tận hưởng đồ ăn ở trên đó rồi trở thành thức ăn. Thì không biết liệu rằng ở phần game này họ có thể trở thành thứ gì nữa đây. Nhưng vì giả thuyết đặt ra là tên phản diện đang cố tạo dựng một thế giới mới, nên khả năng những kẻ này sẽ xem hắn như một đấng tối cao nào đó rồi.
Chỉ hy vọng là bọn họ không trở thành đồ ăn của tên này, vì có không ít những đoạn trong trailer đã cho chúng ta thấy những phần thịt ở xung quanh, và vì đây là Little Nightmare, cho nên là sự xuất hiện của những con quái vật là không thể thiếu. Chẳng hạn như ở phân đoạn này, một con quái vật có nhiều tay đang cố chui ra từ ống cống để bắt Lo và Alon khi họ không hay biết. Đây có thể là một con quái vật mới chưa từng xuất hiện trong Little Nightmare, và vì vậy cho nên là chúng ta sẽ không đoán được nó có thể làm gì. Nói tóm gọn lại thì Little Nightmare 3, mặc dù chỉ mới là trailer, nhưng mà độ hấp dẫn và ma mị mà nó mang lại là thứ không thể chối bỏ được. Tin vui là vào năm 2024, Little Nightmare sẽ được ra mắt. Nên là việc của tụi mình bây giờ chỉ là ngồi đó và chờ nó ra thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy nhấn subscribe và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của tôi. Tôi là Nhân, xin chào và hẹn gặp lại.